Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Bếp của Ba. Trong hành trình khám phá huyện đảo Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, Bếp của Ba có dịp chia sẻ đến cả nhà hình ảnh những chú khỉ sống trong môi trường tự nhiên hoang dã tại khu rừng sát Cần Giờ nhé. Tại đây cả nhà mình sẽ bắt gặp cái đám nhóc khỉ rất thân thiện với con người. Một trong số chúng có tố chất cực kỳ thông minh so với số còn lại. Bây giờ mời cả nhà cùng xem nhé. Từ nó mở ra nó uống luôn, rất là thông minh. Này thì đang cố gắng mở cái chai nước trà xanh ra uống nè. Rồi thông minh cả nhà. Đây là con khỉ đang nuôi con. Còn đây là cặp khỉ già đang nhổ tóc ngứa này cả nhà. Còn sao nhổ tóc ngứa cho nó phê quá, nó nằm im ru luôn à. Con cái nhổ cho con đực. Phê nhắm mắt luôn cả nhà. Và còn đây là một gia đình tiêu biểu của nhà khỉ nha cả nhà. Cho cả nhà coi nha, tập tục của tổ tiên của chúng ta sống theo từng bầy từng đàn như thế này đây. Hello. Cả nhà có nghe tiếng con khỉ kêu từ trong rừng vọng ra không cả nhà? Tiếng kêu lãnh lót luôn cả nhà. Mấy chú khỉ con rồi. Đó, thấy mình nó chạy rồi. Ở đây vô toilet là cũng gặp khỉ cả nhà. Hiện tại giờ đang ở trong toilet nè. Mà khỉ nó cũng đu tới toilet luôn nè. Đó, quá khá luôn. Cắn mạnh nó cắn không? Trở lên rồi cái... Ê, cái con khỉ kia ăn cắp cái chai dầu của tôi. Quá trời luôn. Này hình này, máy này rồi bình thường. Con, trời. Từ từ, đừng có làm dữ. Kèm miếng này, kèm miếng này. Em nhỏ nhỏ rồi. Ôi ôi, từ từ. Từ từ đi. Ôi, trời. Từ từ cho ăn dữ vậy. Nãy giờ không được con này ăn. Giỏi, mấy con này giỏi nè. Con này dễ thương. Rồi mấy con này thôi. Ôi đừng cắn tay. Mình cứ thả lỏng tay ra nó không làm gì. Được, bình thường. Rồi, cái con quỷ ra em qua. Bự này nó ăn. Ủa nó ăn gạo sống luôn ha. Gạo sống luôn. Đó, ẩm nó luôn. Chơi luôn, đi luôn nha, đi về luôn nha. Về luôn nha. Trời ơi. Trời, thân thiện dữ vậy. Quá thân thiện luôn. Thân thiện lắm. Rồi, xuống đi. Xuống đi. Rồi, ok. Trời, ông khỉ này. Hai cái đực nó dở. Ồ vậy. Trời ơi, hai cái đực luôn hả? Ông nội chứ. Kiểu làm quen. Bố tại. Nhìn bầy khỉ lụm thức ăn cả cả nhà. Trời ơi, nó lụm đều thấy sợ luôn á. Xiên quá ha cả nhà. Rồi, bye bye các đồng chí nha, bye các chú khỉ nha. Rồi, sống khỏe mạnh nha.